Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các ngợi mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, đồng thời nhất trí 100% duy trì hòa bình, ổn định trên thế giới. Cuộc gặp gỡ hai ngày, ngày 6 và ngày 7 tháng 4 giữa ông Trâm và ông Tập tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida đã kết thúc với nhiều thông tin lạc quan về quan hệ song phương, tích cực và hiệu quả. Chúng tôi cam kết việc xây dựng niềm tin và đạt sự thấu hiểu sâu sắc hơn về nhau. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển ổn định để hình thành mối quan hệ bằng hữu cho hòa bình và sự ổn định của thế giới, cũng như là hoàn thành trách nhiệm lịch sử của mình. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu. Theo nguồn tin Reuters, ông Trump sau đó đáp lại rằng, tôi đồng ý với ông 100% và khẳng định đã đạt được sự tiến triển to lớn trong quan hệ với Trung Quốc. Ông nói, chúng tôi sẽ tiếp tục vun đắp cho tiến triển này. Tôi nghĩ rằng mối quan hệ được Chủ tịch Tập và tôi gây dựng là rất ấn tượng hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về kế hoạch 100 ngày đàm phán thương mại, theo đó nhằm mục tiêu thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ và giảm thẳng dư thương mại của Trung Quốc đối với Mỹ. Về vấn đề chính trị, ngoại giao và quân sự, ông Trump và ông Tập cũng đồng thuận về việc mở rộng các lĩnh vực hợp tác song phương và giải quyết sự khác biệt dựa trên việc tôn trọng lợi ích chung. Phát biểu ngay sau khi kết thúc hội nghị hai ngày, theo nguồn tin Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Rick Tillerson cho hay ông Tập đã đồng ý với ông Trump về việc tăng cường hợp tác trong vấn đề Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên, mặc dù không đưa ra cách thức mới nào để thay đổi thái độ của Bình Nhưỡng. Bộ chỉ Trung Quốc trong hai ngày 7 và ngày 8 tháng 4 cũng đưa tin tích cực về mối quan hệ song phương Mỹ và Trung Quốc, nhấn mạnh cam kết hợp tác giữa hai lãnh đạo và cho biết ông Trump đã nhận lời mời của ông Tập cho chuyến thăm Bắc Kinh trong năm nay. Tờ China Daily khẳng định cuộc gặp vừa qua chứng tỏ ông Trump và ông Tập đều nhiệt tình trong việc chung đắp quan hệ, từ đó bác bỏ cách nghĩ về một cuộc xung đột của hai bên. Điều này nghe có vẻ là lẫm đối với những mối bận tâm về viễn cảnh xung đột không thể tránh khỏi giữa hai nước được đánh giá là quyền lực đương đại và thế lực đang nổi lên. Nhưng Bắc Kinh và Washington đến nay đã làm tốt trong việc ngăn chặn xung đột và cho thấy sự đối đầu không phải là chuyện tất yếu. Tờ China Daily viết Nỗ lực nhúng nhường Trước đây ông Trump là người tỏ thái độ cứng rắn với Trung Quốc trong giai đoạn tranh cử tổng thống. Ngược lại, ông Tập cũng bị cho là gặp áp lực dư luận trước cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên với người đứng đầu Nhà Trắng. Song diễn biến trong hai ngày họp học qua cho thấy cả hai đều cố gắng giảm nhẹ hết mức có thể những xung đột tiềm năng. Theo Reuters, ông Trump đã có lời giải thích với ông Tập về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối, THAAD, ở Hàn Quốc điều này được ông trump thông báo với thủ tướng hàn quốc Hwang kyo an trong cuộc điện đàm hôm đó Taat cũng là vấn đề có thể gây phát sinh xung đột giữa mỹ và trung quốc bởi bắc kinh phản đối việc triển khai hệ thống này cho rằng nó gây bất ổn an ninh khu vực Tổng thống Trump nói rằng ông và Chủ tịch Tập đã có những thỏa thuận chuyên sâu về mức độ nguy hiểm của vấn đề hạt nhân Triều Tiên và phương án đáp trả. Và ông đã nói về quan điểm của Mỹ đối với việc triển khai THAAD. tuyên bố từ Hàn Quốc cho biết. Như vậy, bên cạnh phát biểu của Ngoại trưởng Rex Tillerson cho rằng ông Trump gây áp lực lên ông Tập về vấn đề Triều Tiên, Tổng thống Mỹ mặt khác cũng tranh thủ cuộc gặp để có đôi lời giải thích với Bắc Kinh về mối lo đối với THAAD. Cũng giống như một bài xã luận trên tập Thời báo Hoàn Cầu trước cuộc gặp này, ông Trâm và ông Tập đã ra đòn gió chứ không để xuất hiện xung đột. Cuộc gặp vừa qua kết thúc với dẫn điểm tích cực nhưng chính xác thì không có một giải pháp hoặc là chi tiết cụ thể nào được thông qua. let <music>